Rồi, hello, chào các bạn ạ. Ngày hôm nay là ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội các bạn. Mình vừa ra khỏi cái khu của mình đã có cái chốt ngay đầu đường đây rồi các bạn này. Bây giờ mình phải trình giấy tờ. Bữa nay không có giấy tờ là không được đi ra đường các bạn. Các bạn làm ở cơ quan bắt buộc phải có giấy tờ. Để mình đưa giấy tờ ra. Rồi ok, họ cho qua rồi các bạn. Phía trước mặt chúng ta có một con đường mà các bạn thấy người ta cũng đã giăng dây rồi. Ngày hôm qua là thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố luôn các bạn ạ. Chỉ có những người có công có việc mới đi. Còn đi chợ là phải có máy giấy các bạn. Chúng ta không có được lang thang ra đường nè. Nếu lang thang ra đường không có lý do chính đáng là sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 3 triệu. Đợt vừa rồi mình thấy một số trường hợp cũng rất là đáng tiếc các bạn. Mặc dù đã có lệnh cấm rồi, một số người vẫn tiếp tục đi ra đường. Người ta nói rằng đi mua cái này cái kia. Cũng thật là tiếc. Thời buổi này đã làm không có tiền rồi mà còn bị phạt nữa các bạn. Rồi còn có một số người chống đối cơ quan luật pháp. Mà bữa hôm qua mình xem trên clip trên mạng á, có hai vợ chồng bên kia chống lại lực lượng cơ quan hiện bây giờ công an người ta mời lên, có khả năng là truy tố đó các bạn. Còn cách đây một ngày nữa là có một cái chú cũng lớn tuổi rồi, khoảng 60 mấy 70 tuổi rồi, khi công an đến nhắc nhở không đeo khẩu trang thì ông ta dùng cái đống cối ông ta đánh vào người công an luôn. Hiện bây giờ cái vụ nó xử lý như thế nào mình cũng chưa biết. Những cái trường hợp như vậy người ta ghép vào có tội là chống lại lực lượng thi hành công vụ đó các bạn ạ. Cho nên chúng ta sống phải có luật pháp chứ không phải ưng muốn gì là làm đâu các bạn. Hiện bây giờ dịch nó tiếp tục lan rộng cực chẳng đã nhà nước mới thực hiện giãn cách xã hội, không ai muốn hết các bạn ạ. Làm như thế này lực lượng cũng căng mình ra làm chứ đâu có sướng ích gì đâu các bạn. Để mình thông tin với các bạn, sáng hôm nay mình đặt một cái tin về dịch của chúng ta sáng hôm nay là 3.200 ca các bạn ạ. Thành phố Hồ Chí Minh gần 2.000 ca, Đà Nẵng là 76 ca, Hà Nội mình đọc có tin là 46 ca. Riêng thành phố Hồ Chí Minh các ngày gần đây mình thấy có xu hướng nó giảm dần các bạn. Đầu tuần vừa rồi là khoảng 4.000 gần 5.000 gì đó. Các ngày gần đây mình thấy còn có 4.000 ba, 4.000 hai, hồi bữa hôm qua là hơn 4.000 một xíu thôi. Sáng hôm nay mình đi mình quay cho các bạn thấy đường phố rất là vắng vẻ. Đi qua bên phía trái này là có cái chợ các bạn này. Đà Nẵng mình là còn đi được các bạn, chứ thành phố Hồ Chí Minh là dường như không ra đường luôn các bạn. Có nghĩa rằng thực hiện cùng trên chỉ thị 16 nữa. Mình qua cho các bạn thấy đường phố vắng tanh, chỉ có lác đác vài chiếc xe thôi, chỉ có xe công vụ hoặc là những xe thực hiện những cái việc công phục vụ công ích các bạn này, ví dụ như xe rác hay là xử lý nước thải hay là bưu chính đồ thì mới được đi thôi. Cái ngày gần đây mình đọc mà trên báo mình xem một số clip các bạn thấy đoàn người người ta về các tỉnh nhìn thật là tội các bạn, không có xe ô tô bắt buộc phải đi xe máy, đi một đàn từng đoàn người rất là nhiều các bạn,
Đúng là trong cái gian khó này mình mới thấy tấm lòng của người Việt Nam mình. Mình thấy rất là nhiều người họ tự nguyện người ta ra giữa đường các bạn ơi. Và cái chỗ đó người ta mang đồ ăn rồi thức uống, người ta hỗ trợ thêm cho những người về quê. Có những người cho tiền nữa các bạn. Mình thấy đang trên clip mình thấy có cái chị nào đó chị cho người đi xe máy về. Mình thấy chị phát một tờ 500 như vậy. Đó là tấm lòng của mỗi người được các bạn. Trong cái gian khó, thấy đồng tiền nó rất là quý. Và số mình cũng có một số người gần một tháng nay họ về quê rồi. Bây giờ các bạn thấy quê là rất là quan trọng các bạn ạ. Thứ nhất là nơi đó cái chi phí sinh hoạt rất là thấp. Không có tiền bắt buộc phải về quê. Có lúa, có gạo, có rau gì đó ăn qua ngày. Điều kiện sinh hoạt nông thôn bây giờ nó cũng khá hơn rất là nhiều so với cách đây mấy mươi năm. Có điện, có đài, có đường, có nước, có non đầy đủ. Tuy nó không có hiện đại, nó không đầy đủ giống như thành phố, nhưng mà những cái gì thuộc loại cơ bản nhất là nông thôn đáp ứng cũng tốt các bạn. Tuy nhiên còn một số vùng mình thấy cũng rất là còn nghèo các bạn ạ. Nông thôn mà nó thuộc những cái tỉnh lớn kia thì mới khá, còn nông thôn mà thuộc những cái tỉnh bình thường nghèo lắm các bạn. Đường xá nó cũng chưa có tốt, nó còn xác xơ lắm. Cho nên qua cái dịch này mình nghĩ rằng trong cái tư duy của các nhà lãnh đạo cần phải thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt là phải dành những cái nguồn lực thật là thích đáng để đầu tư cho vùng nông thôn. Ví dụ như đầu tư về cơ sở hạ tầng, rồi những thiết chế văn hóa. Làm sao cho chính những người nông thôn, người ta có thể sống và làm giàu trên chính cái mảnh đất quê hương của họ, để tránh đi những cái trường hợp cứ lớp này sang lớp khác, cứ đùng đùng ra thành phố, làm cho thành phố ngày càng trở nên đông ngột ngạt và phát sinh rất là nhiều tệ nạn xã hội nữa. Cho nên nhiều khi chúng ta đối xử với nông thôn nó cũng chưa được công bằng lắm. Những lúc khó khăn á, thì chúng ta là về nông thôn. Khi mọi thứ nó ổn định, nó tốt đẹp, thì tất cả những nguồn lực chúng ta dành, chúng ta đầu tư cho vùng trung tâm, vùng thành phố. Cho nên trong một thời gian rất là dài, các bạn thấy vùng nông thôn nó chậm phát triển. Vì vậy mà các bạn thấy phần đa những người nông thôn người ta đi vào thành phố, hoặc là những cái tỉnh chậm phát triển người ta dồn về Hà Nội, Sài Gòn. Những năm gần đây quanh quanh các tỉnh vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, có những cái bước phát triển rất là tốt. Thì dân các tỉnh này người ta không ra thành phố Hồ Chí Minh nữa, người ta làm chính trên mảnh đất quê hương của họ. Và cái sự đầu tư cho nó thỏa đáng các bạn. Trong một thời gian rất là dài, các bạn biết là chính phủ mình cũng ít quan tâm đầu tư các tỉnh ở phía Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long các bạn này. Một cái vựa lúa của cả nước á, chúng ta chưa có đầu tư. Cho nên khu vực đó trong một thời gian rất là dài các bạn thấy chậm phát triển. Các năm gần đây mình thấy chính phủ đang đầu tư rất là mạnh mẽ các tuyến đường cao tốc. Mình hy vọng rằng trong vòng 5 năm đến 10 năm nữa, những cái vùng đất ví dụ như là đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống cao tốc được phủ tất cả các cái tỉnh này rồi á, thì những tỉnh này mình nghĩ có những bước phát triển rất là mạnh mẽ các bạn. Một cái vùng đất phì nhiêu, một cái vùng khí hậu rất là hiền hòa, nhưng mà đường xá hạ tầng nó không có là nó cũng không phát triển được.
không khơi được hết những cái tiềm năng vốn có của nó. Và khi đầu tư bất động sản, các bạn phải lưu ý những cái tỉnh nào có sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng là bất động sản nó tăng trưởng rất là nhanh. Khi đầu tư bất động sản là các bạn phải lưu ý cho mình là hạ tầng là cực kỳ quan trọng. Bạn hãy tưởng tượng sống trong cái vùng nông thôn của các bạn thôi. Một con đường liên thôn lúc nào nó cũng có giá hơn những con đường rẽ vào những con đường xương cá. Tại vì những con đường kia tuy nó nhỏ gì đi chăng nữa, tuy nó chưa hiện đại thì nó vẫn là con đường chính. Các bạn lưu ý như vậy. Cho nên các bạn ở vùng nông thôn có tiền mua thì phải lưu ý những con đường như vậy. Giờ đã 8 giờ kém rồi mà các bạn đi vẫn tành, lắc đắc vài xe thôi. Có ngày gần đây mình theo dõi thị trường chứng khoán đã có những bước hồi phục rồi. Đó là câu chuyện của tuần trước. Cùng tuần này, một số tỉnh thành khác tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Thì không biết tuần này thị trường chứng khoán nó đi về đâu. Cái thanh khoản mấy ngày gần đây mình thấy có sự tăng trở lại. Tất nhiên đầu tư tại thời điểm này cũng rất là thận trọng các bạn. Các bạn thấy nó lên xuống lình xình, biên độ không có cao. Có nghĩa rằng giữa người cầm chứng khoán và người cầm tiền, họ cũng đang so kè với nhau. Những người cầm chứng khoán thì người ta cho rằng họ cũng chả muốn giao dịch nè, họ chỉ cầm cổ phiếu thôi. Còn những người cầm tiền thì rất là mong muốn cho cổ phiếu nó xuống nữa mới như vào tiền. Cho nên các bạn để ý những cái phiên nào mà phiên đỏ là cái thanh khoản cực cao. Có nghĩa rằng xuất hiện những dòng tiền bắt đáy các bạn nha. Có nghĩa là tiền còn rất là nhiều các bạn. Hồi bữa hôm qua mình đọc một tờ báo có một cái thống kê rằng hiện bây giờ số tiền nằm trong tài khoản là gần 100.000 tỷ. Không hề nhỏ các bạn. Gần 5 tỷ đô la các bạn ạ. Trước đây có một số người lo rằng hiện bây giờ tiền nó đi đâu, đã rút ra khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam hay là chưa. Người ta đặt câu hỏi như vậy các bạn. Nhưng mà thêm một cái thống kê mới nhất, hiện bây giờ số tiền vẫn còn nằm trong các cái tài khoản của các công ty chứng khoán. Rồi tiền ở nước ngoài đợt vừa rồi, như các bạn biết là 6 tháng vừa qua người ta bán ròng rất là nhiều, tới mấy tỷ đô la, người ta sợ rằng sẽ rút ra khỏi thị trường Việt Nam. Nhưng mà điều đó cũng không đúng các bạn, người ta vẫn còn giữ tiền rất là nhiều. Rồi clip mình qua đến đây thôi. Rồi, bye bye, chào các bạn ạ.